cái trống Việt Nam đến có hai dùi. Thế nhưng mà không phải đến để bằng bằng rầm tập lăng nói chung gì thôi. Cái trống Việt Nam đến nó có cái màu âm của nó, mà nó có đến một cái tính sáng, một cái tối, mà tính sáng tức là tính dương, tối tức là âm, âm dương phối hợp với nhau hòa chung lên thành ra một cái điệu. Thì thành ra cái trong tiết điệu chúng ta có cả cái âm và dương tính chính giữa, một cái dù trong cái dù gọi là ton, rù ton gọi là tà ron, tính cái bên trên tiếng gọi là tông hay là tán, tính cái này gọi là tính sáng, mà tính sáng là tính dương, rù ton rù tán là tà ron tà ráng, gõ một cái thì cắt, hai cái gõ một cái đắp. Dù cắt là tà rắc, có tỉnh nhẹ là sấm, tỉnh mạnh là rút, tay trái để lên tay mặt đất là tịch, sổ bình rung. Đó là ABC của người bên trong. Bây giờ học là ton, là rong, tán, là rác, cắt, đắc, là rắc, sấm. Tăng